Thưa quý vị, thưa các bạn, từ năm 2014 cho đến 2016, đã có nhiều lô hàng của Việt Nam bị Mỹ trả về do không đạt được chất lượng an toàn thực phẩm hoặc các tiêu chí như không gắn nhãn mác, ghi rõ nguồn gốc xuất xứ, vân vân. Không chỉ có thị trường Mỹ, tại các thị trường khó tính khác, nhiều lô hàng nông thủy sản xuất khẩu của Việt Nam cũng đã bị trả về trong thời gian qua. Đây là một thực tế cho thấy việc đáp ứng các tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm của hàng hóa Việt Nam còn chưa đầy đủ. Thời gian qua, các mã hàng nông thủy sản xuất khẩu của Việt Nam gặp nhiều trở ngại do chưa đáp ứng được những tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật của các thị trường nhập khẩu. Mỗi thị trường, mỗi nhà nhập khẩu đều có tiêu chí, tiêu chuẩn riêng. Vì vậy, đòi hỏi các doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam phải có những kiến thức thị trường, đồng thời không ngừng cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm trong quá trình phát triển sản phẩm. Các doanh nghiệp cũng đã ý thức được rất rõ về cái yêu cầu liên quan đến vấn đề an toàn thực phẩm và sức khỏe. Nhưng mà cũng không thể tránh khỏi những cái việc là chưa thể hợp chuẩn được với họ. Bên cạnh đó thì cũng có thể thấy một hiện tượng nữa là vẫn còn những cái doanh nghiệp làm ăn cũng gọi là chưa chuẩn. Tức là bên cạnh những cái doanh nghiệp mà làm ăn tốt, đầu tư rất bài bản cho vấn đề về công nghệ, về dây chuyền sản xuất để đảm bảo an toàn và vệ sinh cho hàng hóa xuất khẩu, thì vẫn còn những doanh nghiệp là cũng chưa có cái ý thức đó. EU là khu vực nhập khẩu nhiều sản phẩm nông thủy sản của nhiều nước khác nhau, đặc biệt là hàng thủy sản. Đây cũng là thị trường đã từ chối rất nhiều lô hàng không đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, nếu sản phẩm bị phát hiện không an toàn về vệ sinh thực phẩm sẽ bị tiêu hủy ngay tại cửa khẩu. Đây cũng là một trong những trở ngại chính khiến nông sản xuất khẩu của Việt Nam chiếm tỷ trọng khiêm tốn 1,8% tại thị trường này. Các mặt hàng thủy sản, nhà xuất khẩu Việt Nam sẽ thu từ nhiều nguồn khác nhau, do đó khó mà kiểm soát về vấn đề vệ sinh cũng như nguồn gốc xuất xứ. Cái khó hiện nay của hàng nông thủy sản xuất khẩu của Việt Nam vào EU chính là vấn đề này. Các doanh nghiệp phải đầu tư công nghệ để kiểm soát những vấn đề về hóa chất trong thực phẩm, đôi khi phải đầu tư thêm chi phí trong sản xuất để loại bỏ và hạn chế tối đa những hóa chất trong thực phẩm, vì EU luôn hướng tới sức khỏe của người tiêu dùng. Để xuất khẩu vào thị trường này, đương nhiên là các doanh nghiệp họ cần có những cái chứng nhận cần thiết để mà xuất khẩu vào, ví dụ như là được cấp cái code được xuất khẩu vào châu Âu, đó là điều kiện bắt buộc. Và ngoài ra, cho từng cái ngành hàng thì họ có những cái yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm riêng. Và đặc biệt thì châu Âu họ quan trọng đến cái việc bảo vệ môi trường, về cái liên quan đến những cái trách nhiệm xã hội. Đó, thì đó là những cái doanh nghiệp mà muốn xuất khẩu vào châu Âu thì họ phải đảm bảo như vậy. Theo các chuyên gia kinh tế, hiện nay không chỉ có các thị trường khó tính như là Mỹ, Nhật, EU có những yêu cầu nghiêm ngặt về kiểm dịch, an toàn thực phẩm, mà nhiều thị trường khác cũng đang rất coi trọng vấn đề này và đã xây dựng lên những hàng rào kỹ thuật khác nhau. Đây là trở ngại lớn nhất mà doanh nghiệp Việt Nam không dễ vượt qua. Vì vậy, các doanh nghiệp cần khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, có rủi ro cao về an toàn thực phẩm, tăng cường áp dụng các hệ thống phân tích, kiểm soát các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, doanh nghiệp phải tìm hiểu thật kỹ yêu cầu của các thị trường nhập khẩu và mỗi thị trường có những quy định tiêu chuẩn khác nhau. Có như vậy, sản phẩm nông thủy sản của Việt Nam mới có thể phát triển xuất khẩu, mở rộng thị trường.